Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với guồng quay cuối cùng của TH League mùa này. Trận đấu ở lượt trận cuối cùng của vòng đấu cuối cùng TH League mùa giải thứ tư. Trận đấu giữa Bất Động Sản Trọng Tuấn gặp FC 247. Một trận đấu bây giờ chỉ còn ý nghĩa với FC 247 mà thôi. Một trận hòa sẽ giúp cho 247 trụ hạng. Còn với Bất Động Sản Trọng Tuấn thì việc Lam Sơn 18 để thua trước PTSC, họ chắc chắn đã ở lại với TH League mùa giải tiếp theo. 8 Trọng Hưng, số 33 Văn Nam, số 96 Quốc Đạt và Tuấn gặp FC 247 đã được bắt đầu. Cú đá đầu tiên của trận đấu không vào. Bất Động Sản Trọng Tuấn lóc quái, đánh đâu vẫn không được. Phải sẽ có cùng điểm số nhưng Lam Sơn 18 sẽ trụ hạng nhờ có chỉ số đối đầu tốt hơn. Ngọc Hải 1-0 dành cho Bất Động Sản Trọng Tuấn. Bàn thắng mở tỷ số đã đến. 247 đã phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. Dù cho có thế trận tốt hơn nhưng 247 bây giờ đã phải nhận bàn thua trước. Cú đá rất tốt của Ngọc Hải. Góc đá là hẹp nhưng Ngọc Hải vẫn có thể ghi bàn khi anh đã hạ gục được tung kế. Hải Đen đã có một cú đá ở góc hẹp khá tốt. Và có vẻ như Tùng Kế đã hơi giật mình với cú đá này. Tùng Kế đã chủ động khép góc. Nhưng Hải Đen vẫn thành công. Lóc quái, không vào, vẫn còn, vẫn không vào. Quốc Đạt, 247 phản công, Quốc Đạt đường chuyền sang, 1-0. Long quái không thể không ghi bàn sau đường kiến tạo dọn cỗ của đồng đội. Cuối cùng những nỗ lực của 247 đã được đền đáp, Long quái vừa thở phào. Một đường kiến tạo không thể tốt hơn của Quốc Đạt. Anh đã vượt qua toàn bộ các cầu thủ Bất Động Sản Trọng Tuấn và chuyền sang để Long quái chỉ việc đá bóng vào khung thành bỏ trống. Quốc Đạt đã có một pha đi bóng quyết định vượt qua được Lưu Văn Hương và kiến tạo cho Long Quái ghi bàn. Không thể khác được, đó là bàn thắng của Long Quái. Bàn thắng vô cùng dễ dàng. Bàn thắng có thể nói là dễ nhất trong sự nghiệp thi đấu bóng đá phủi của Long Quái. Sơn Quái là một sự bổ sung khá tốt cho 247 trong giai đoạn 2. Đường chuyền tốt, Quốc Đạt 2-1 dành cho 247. Và xử lý quá khéo của Quốc Đạt. Quốc Đạt đã để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng của 247 cho tới lúc này. Kiên Lao đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Lần này là đường kiến tạo của Long Quái dành cho Quốc Đạt. Quốc Đạt đã có những bước chạm bóng rất khéo cho khu cấm địa để loại bỏ nốt thủ thành Kiên Lào trước khi đá bóng vào khung thành bỏ trống. Những pha chạm bóng nhạy cảm và khéo léo của Quốc Đạt. 2-1 dành cho 247. Chỉ cần một trận hòa là 247 sẽ trụ hạng, nhưng cho đến lúc này 247 đang làm được nhiều hơn điều như vậy. Họ đang bây giờ đã lội ngược dòng và vươn lên dẫn trước 2-1. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên. Kết quả của hiệp 1 là 2-1 nghiêng về 247. Rất thoáng không vào. Cú đá một chạm của Quang Huy. Trọng Hưng. Cú đá của Trọng Hưng không vào. TH League đều đã được xác định. Đội bóng vô địch là PTSC. Đứng thứ hai là Kingdom. Đứng thứ ba là PC22 Diamond. Không vào. Cú đá chạm cột dọc của Long Quái. Quốc Đạt. Long Quái rất nhịp nhàng. Quốc Đạt không được. Thành thoát hơn trong từng pha xử lý. Quốc Đạt không được. Quang Huy. Quá hay, Quang Huy không vào, vẫn còn, vẫn không vào.
Lưu Văn Hương. Công Dũng, xìa lông, không vào. Lưu Văn Hương. Tùng Năng, rất tốt, Tú Ơ Choa, không vào. Một cơ hội không thể tốt hơn nhưng Tú Ơ Choa đã không thể tận dụng thành công. Chúng ta cùng xem lại cơ hội bị bỏ lỡ bởi Tú Ơ Choa. Một cơ hội rất rõ ràng. Anh đã đối mặt với Tùng Kế ở cự ly rất gần. Quay trở lại giá nhất. Sơn Quái. Sơn Quái không vào, bóng trúng cột dọc. Cơ hội để cho Sơn Quái có bàn thắng nhưng anh đã không thể tận dụng thành công. Chúng ta cùng xem lại pha bỏ lỡ cơ hội của Sơn Quái. Anh đã vượt qua được cả Kiên Lào. Và đúng lúc này thì TH League mùa giải thứ tư đã chính thức khép lại. Trận đấu giữa Bất Động Sản Trọng Tuấn và 247 đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về 247. Một chiến thắng giúp cho 247 trụ hạng. Và TH League sau gần 3 tháng tranh tài đã khép lại mùa giải thành công trọn vẹn với những trận đấu hấp dẫn, với những sự kịch tính. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với buổi lễ trao giải của TH League mùa giải thứ tư.